Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Năm 2024 có lẽ là năm mà hoạt hình 3D bùng nổ với hàng loạt các siêu phẩm tiên hiệp và hiện đại được ra mắt liên tục. Bên cạnh những bộ phim đã công bố lịch chiếu thì còn không ít những siêu phẩm đã rục rịch công bố poster nhân vật và chỉ chờ ngày ấn định lịch phát sóng mà thôi. Liệu rằng trong đó có bộ phim nào mà các bạn đang mỏi mắt mong chờ hay không? Trong video này hãy cùng mình điểm mặt các bộ phim sắp sửa ra lò nhé! Đầu tiên, mới nhất trong tháng 5 này chính là bộ phim Phong Vân Biến. Đây là hoạt hình thuộc thể loại hiện đại tương đồng với Thôn Vệ Tinh Không. Nội dung Phong Vân Biến xoay quanh một thiếu niên tên Phong Vân sinh ra trong bối cảnh địa cầu có nguy cơ bị diệt vong. Trước tình hình căng thẳng ấy, Phong Vân liên tiếp tạo nên truyền kỳ, dẫn dắt đoàn đội của mình ngăn chặn âm mưu của một thế lực thần bí muốn đưa trái đất đến ngày diệt vong. Phía nhà sản xuất đã ấn định lịch phát sóng vào ngày 17 tháng 5 năm 2024. Đây hứa hẹn là bộ phim sẽ đem đến những màn combat cực cháy nên đừng bỏ qua các bạn nha. Kế đến, góp mặt vào những bộ phim kinh điển chiếu vào dịp cuối tuần phải kể đến Kim Ngô Vệ. Thông qua một số trailer mà nhà đài công bố, mình thấy đồ họa và kỹ xảo vô cùng bắt mắt. Về phần nội dung được hé lộ trong bối cảnh trời giáng lôi hỏa, âm binh mượn đường, kinh thành xuất hiện vô số vụ án liên hoàn. Tất cả những dị tượng trên đến tuột cùng là thiên tai hay do người gây ra? Hãy cùng mình đón xem Kim Ngô Vệ vào 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 18 tháng 5 để biết được câu trả lời các bạn nhé. Bộ phim tiếp theo mình muốn đề cập đến trong video này chính là Huyễn Sủng Sư, được cải biên từ tiểu thuyết sủng mị vô cùng nổi tiếng. Tác phẩm này đưa người xem đến với thế giới hồn sủng kỳ thú. Nhân vật chính được nhắc tới là một vị hồn sủng sư trẻ tuổi xuất hiện cùng một con dị biến Nguyệt Quang Hồ chiến đấu liên miên bất tuyệt. Vừa qua vô vàn khó khăn cách trở, con thú kia dần biến hóa thành Tà Diễm Lục Vị Yêu Hồ, Miện Diễm Cửu Vị Yêu Hồ và trở thành chủng tộc cao cấp hơn nữa. Một người một thú bước lên con đường cường giả không ngừng thu phục các loại hồn sủng chân quý. Cuối cùng, hắn ngồi lên Kim Đỉnh Vương Tọa, vị trí cao nhất của thế giới nhân loại. Còn hồn sủng của hắn là Vạn Thú Vương thống lĩnh muôn loài. Theo từng bước chân của hắn, một con đường máu kéo dài liên miên bất tận. Lịch ấn định phát sóng của bộ hoạt hình mới mẻ này được công chiếu vào 26 tháng 5, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn bất ngờ và đầy thú vị. Tiếp theo trong video này là một bộ tiên hiệp huyền huyễn được chuyển thể của tác giả với hàng loạt các siêu phẩm đình đám như Đầu Phá Thương Khung, Vũ Động Càn Khôn hay Đại Chúa Tể. Bộ phim mà mình muốn nhắc đến chính là Nguyên Tôn. Đây là câu chuyện kể về cuộc đời của nam chính Chu Nguyên. Hắn vốn là thái tử của vương triều Đại Chu, sinh ra đã mang trong mình vận khí Thánh Long nhưng lại bị Đại Vũ Quốc âm mưu bắt cóc ngay từ khi chào đời. Mất đi nguồn sức mạnh, vương triều Đại Chu rơi vào tình thế bị động, phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Trước tình thế ấy, Chu Nguyên dưới sự giúp đỡ của sư phụ Thương Nguyên và Yêu Yêu đã khai mở lại bát mạch. Sau đó, hắn từng bước tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn, trả thù cho cha mẹ, giành lại vận khí Thánh Long và hơn hết là trở thành cường giả chí tôn nắm giữ lực lượng mạnh nhất trong thiên địa. Hiện tại, phía nhà sản xuất đã công bố lịch phát sóng ấn định vào 30 tháng 5 năm 2024. Với đồ họa 3D đỉnh cấp và nội dung lôi cuốn, mình tin chắc Nguyên Tôn sẽ khiến cho những vị khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng. Và cũng vào 30 tháng 5, fan của thế giới hoàn mỹ sẽ được thưởng thức bản đặc biệt Tam Thạch Chiến Ninh Xuyên. Đây sẽ là màn combat cực căng giữa ba anh em Thạch Hạo, Tân Hạo và Thạch Nghị cùng chống lại thiên tài bất trị Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Bối cảnh diễn ra khi bốn vị cường giả trẻ tuổi này tiến vào hang ổ của Thập Hung Thái Cổ. Lúc bấy giờ, Ninh Xuyên đặt cho ba anh em Thạch Hạo thân phận là tội huyết. Chứng kiến đối thủ cực mạnh muốn hạ sát mình, Thạch Hạo, Thạch Nghị và đệ đệ Tần Hạo đã quyết định liên thủ để chống lại tên gia hỏa kia. Về đồ họa và kỹ xảo của bộ siêu phẩm này thì có lẽ mình không phải giới thiệu thêm nữa đúng không các bạn? Cùng với hàng loạt siêu phẩm mới tinh mình kể trên thì còn một số bộ phim đã cập nhật poster và tạo hình nhân vật, hứa hẹn sự trở lại bùng nổ của hoạt hình 3D vào thời gian tới. Trong đó, phải kể đến Quyến Tư Lượng, Tử Xuyên, Thương Nguyên Đổ Niêm Phiên, Nghịch Thiên Tà Thần và mới nhất là bản đặc biệt kể về cuộc đời của Y Lai Khắc Tư đã xuất hiện trong Thần Ấn Vương Tọa và Tuyệt Thế Đường Môn 2. Những bộ phim này khi vừa ra mắt đều làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại, phía nhà sản xuất đang tạm hoãn để nhượng lịch công chiếu cho các bộ phim mới, đồng thời dành thời gian để nâng cấp đồ họa và kỹ xảo giúp khán giả có những trải nghiệm tốt nhất khi coi phim. Như vậy, trên đây là 6 siêu phẩm 3D đã ấn định lịch phát sóng cùng hàng loạt bộ phim sắp comeback có đồ họa và nội dung đỉnh cấp nhất mà mình tổng hợp lại. Đâu là bộ phim mà các bạn đang mong chờ nhất? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!